Thời gian vừa qua, liên tiếp những sai phạm trong xây dựng của tập đoàn Mường Thanh đã được chỉ ra và để đưa ra các biện pháp xử lý đối với nhà đầu tư và với công trình vi phạm, Ủy ban nhân dân quận Hà Đông Hà Nội đã tổ chức lấy ý kiến người dân sinh sống tại một số chung cư. Những người được lấy ý kiến là cư dân của tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bimit ở khu đô thị Kiến Hưng, gồm 3 tòa 6 CT 6A, CT6B và CT6C trên địa bàn phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội mua căn hộ bị chủ đầu tư chuyển đổi công năng, năng nâng tầng sai quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thu hồi 63 trên 164 căn hộ được cho là có sai phạm của chủ đầu tư ở CT6. Buổi lấy ý kiến này, đại diện chủ đầu tư vắng mặt dù đã được mời. Những cư dân được hướng dẫn ghi yêu cầu, nguyện vọng vào mẫu in sẵn. Các ý kiến trực tiếp đều mong muốn sớm xử lý sai phạm của chủ đầu tư và cá nhân, tập thể liên quan, sớm công nhận quyền sở hữu hợp pháp của người dân đối với căn hộ, nhà đã mua tại dự án CT6. Việc lấy ý kiến cư dân CT6 sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 8. Cùng với quận Hà Đông, quận Hoàng Mai và huyện Thanh Trì cũng tổ chức lấy ý kiến cư dân về cùng nội dung.